Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 và đẩy mạnh các hoạt động thuộc chương trình năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, hội nghị cũng là nơi để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, những vướng mắc, khó khăn cũng như những thuận lợi để cùng nhau hướng đến một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương đã và đang triển khai mạnh mẽ chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Chương trình tiếp cận theo vòng đời sản phẩm từ khâu khai thác, thiết kế, chế biến, sản xuất tiêu dùng, thu hồi tái chế, tái sử dụng và thải ra môi trường, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. Đây là chương trình tiếp cận theo hướng toàn diện và theo xu thế thế giới, nhằm bảo tồn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu. Chương trình không chỉ khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân áp dụng khoa học công nghệ và thay đổi phương thức quản lý nhằm hướng đến sản xuất bền vững, mà còn định hướng và thay đổi hành vi tiêu dùng hướng đến tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Qua đó, góp phần đạt được các mục tiêu đã đặt ra của chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Nghị quyết 55 NQTU ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã xác định thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Theo đại diện vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương, các chương trình, chỉ thị, nghị quyết nêu trên thể hiện tầm nhìn chiến lược và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về vai trò quan trọng mang tính chiến lược, thúc đẩy các mô hình chuyển đổi xanh, sản xuất và tiêu dùng bền vững trong việc phát triển bền vững nền kinh tế đất nước giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai.